Tay chơi siêu xe Phan Công Khanh thừa nhận hành vi phạm tội. Phan Công Khanh, tay chơi siêu xe khét tiếng tại Việt Nam vừa bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, đại gia Khanh đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh, sinh năm 1994, cư trú phường Tân Phong, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo công an nhân dân, Khanh bị chị LNTH sinh năm 1991 thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh tố cáo vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài sản ở đây là chiếc xe ô tô hiệu McLaren của chị được mua vào ngày 11 tháng 4 năm 2023 với trị giá 10 tỷ đồng. Sự việc theo lời khai của chị Hát như sau: chiếc siêu xe này chị Hát cho chị gái là TH sinh năm 1983 thường trú quận Cầu Giấy, Hà Nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối. Thông qua mối quan hệ xã hội, Hát quen biết Phan Công Khanh nên nhờ Khanh bán giúp chiếc xe ô tô trên. Tháng 3 năm 2023, Khanh nói với chị Hát nếu muốn bán xe thì mang xe qua showroom của Khanh vì có khách muốn mua xe. Sau đó chị Hát đồng ý. Khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 3, Khanh nói nhân viên đến nhà chị Hát lấy xe ô tô hiệu McLaren chạy về showroom Cây Super của Khanh tại địa chỉ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để Khanh bán giúp. Theo PRO, thời điểm này chị Hát chỉ giao xe mà không giao giấy tờ xe cho Khanh. Đến ngày 23 tháng 5, do cần tiền trả nợ và cần chuộc xe Mercedes G63 mà trước đây Khanh đã cầm cố, vì đại gia này đã nói dối với chị Hát đưa giấy tờ chiếc McLaren để khách xem. Tuy nhiên thực tế không có khách nào đến showroom để xem mua xe McLaren. Tôi làm như vậy là để lấy được bản chính giấy tờ chiếc xe thì mới cầm được để vay tiền, Khanh khai. Tin lời Khanh nói, trưa ngày 23 tháng 5, chị Hát đến showroom đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm bản chính cho Khanh. Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, Khanh đưa chiếc xe ô tô này cùng toàn bộ giấy tờ xe cho Mohammad Dafa, 27 tuổi, ngụ An Giang, là cộng tác viên trong showroom của Khanh đem đi cầm. Theo đó, Mohammad Dafa đã gọi điện thoại cho Đặng Minh Hát, 32 tuổi, ngụ quận Bình Tân để thế chấp chiếc xe McLaren và vay số tiền 2 tỷ đồng. Công an xác định Pha biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Sau đó chị Hát liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả giấy tờ và xe nhưng Khanh không trả lời. Chị Hát đến showroom Cây Super để tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều nên tố cáo lên công an. Tại cơ quan điều tra, Khanh và Pha đã thừa nhận hành vi. Công an đã bắt khẩn cấp với Khanh và tạm giữ hình sự với Pha cũng như lấy lời khai xác định vai trò của những người liên quan để xử lý. Trước khi bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Công Khanh là nhân vật khá nổi tiếng trong giới buôn xe sang. Cụ thể trên các trang mạng xã hội, Phan Công Khanh thường xuyên đăng tải video về những dòng siêu xe đẳng cấp cùng hình ảnh về cuộc sống giàu có đáng ngưỡng mộ. Đáng chú ý, Phan Công Khanh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp chung với những người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, vận động viên thể thao như cầu thủ Quang Hải, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, rapper Beans hay những vị đại gia khét tiếng như Minh Nhựa, Cường Đô La. Bởi vậy, mọi động thái của chủ buôn siêu xe này trên mạng xã hội đều được cư dân mạng chú ý. Được biết trước khi trở thành chủ buôn siêu xe có tiếng, Phan Công Khanh từng là cầu thủ bóng chuyền tại một câu lạc bộ ở thành phố Hồ Chí Minh và có biệt danh vua bóng chuyền phủi. Năm 2017, Phan Công Khanh chính thức bước vào mảng kinh doanh xe sang, Khanh mở công ty Cây Super và là người đại diện pháp luật. Công ty này chuyên kinh doanh ô tô hạng sang có tiếng và sở hữu một showroom bề thế tại đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Chủ buôn siêu xe Phan Công Khanh được giới đại gia biết đến với việc mang về Việt Nam những chiếc siêu xe hiếm có giá trị khủng. Ngoài những chiếc ô tô có mức giá đắt đỏ, Phan Công Khanh cũng là người chơi xe mô tô phân khối, đại gia chơi đồng hồ cao cấp có tiếng.